chắc hẳn các nàng đã quá quen với các dòng kem chống nắng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, và vẫn còn đắn đo khi sử dụng kem chống nắng Thái Lan. Hôm nay shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giới thiệu đến bạn kem chống nắng Nang Pha. Để dễ dàng tìm hiểu xem kem chống nắng Nang Pha có phải kem trộn không? Liệu dòng kem chống nắng này có hàng giả không? Và lý do tại sao kem chống nắng bị vón cục? Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhiều chị em thắc mắc liệu kem chống nắng Nang Pha có phải là kem trộn không? Thì câu trả lời là không nhé. Vì do thiết kế với chất kem nên nhiều bạn nhầm tưởng đây là kem trộn, nhưng thực chất các loại mỹ phẩm Thái Lan đa phần đều sẽ thiết kế như vậy. Hơn nữa, kem trộn sẽ có corticoid trong thành phần gây bào mòn da, nhưng em này thì không. Nhiều khách bên shop cũng đã dùng thử đến hộp thứ hai và không gặp phải vấn đề gì cả. Nên các bạn cứ yên tâm về dòng sản phẩm này nhé. Nhưng mà nhớ mua đúng hàng chính hãng để không bị tiền mất tật mang nhé. Việc mỹ phẩm làm giả làm nhái ở Việt Nam chắc hẳn không còn xa lạ, kem chống nắng Nang Pha cũng không phải ngoại lệ. Shop giúp bạn trẻ đẹp cũng đã tổng hợp một số cách để phân biệt, mong bạn có thể mua được hàng chính hãng và yên tâm sử dụng nhé. Nhiều chị em sử dụng kem chống nắng bị vón cục là bởi vì trong thành phần của kem chống nắng có chứa silicone và những chất tạo màng. Các chất này có tác dụng trong việc làm mướt bề mặt da, nhưng lại có nhược điểm là không thể thẩm thấu vào da. Do đó, khi sử dụng kết hợp với những sản phẩm khác sẽ gây ra hiện tượng dính lớp và bị vón cục, gây cảm giác khó chịu. Hoặc có thể do bạn sử dụng dầu dưỡng ẩm, sau khi dùng các sản phẩm kem chống nắng chứa phim forming ấy gành. Dầu sẽ rửa trôi các sản phẩm ở trên bề mặt da giống như khi chúng ta sử dụng dầu tẩy trang, do đó, khi bạn bôi kem chống nắng lên sẽ bị vón cục. Kem chống nắng Nang Pha hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng Nang Pha hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.